Hello, xin chào mọi người mến thân thương của mình. Một ngày mới, mình chúc mọi người sức khỏe và tràn đầy hạnh phúc. Mời mọi người đi thăm lập chuột với mình. Ngày hôm qua mình đi đặt buổi chiều mọi người. Nghĩ mình qua mình giăng lưới nè, rồi mình thả sú tùm lum. Bây giờ mình đi thăm chuột buổi sáng. Hôm hôm tính đi thăm mà về cái mệt quá, mình bỏ luôn tới sáng mọi người. Vậy mà mọi người đi theo chân mình đi thăm nha. Mọi người sáng nay bộ chết chết rồi, nãy giờ mình thăm được hai cái, gặp mà mình không dính con nào chứ. Cái cá này cái thứ ba nè mọi người, hy vọng cái này dính nha. Đây, dính mọi người. Chóc xét mọi người, đây dính một chục cơm. Chục cơm mọi người. Rồi. Chục cơm nó cũng bự nha mọi người. Đây xác được con nè, ba cái được con. Sáng sớm chờ mọc lên một đoạn mọi người. Bữa nào mình xiên thì mình đi sáng mình đi thăm bảy cái này nè mọi người, người kiếm chuột đồng mọi người, sáng cũng được một bữa ăn. Làm biến thì phọc nha, làm biến là không có con gì để ăn, nhưng có làm mới có ăn luôn. Trong đồng ruộng mình quay cái này là cái cuộc sống, cuộc sống của người dân thực tế không, cuộc sống thực tế làm sao mà quay vậy, không có thêm không bớt. Nhưng mà quay con cá mình bắt được chuột này kia các thứ, mình về mình không có quay chế biến mọi người. Quay chế biến cũng đơn giản thôi, về chế biến món này cũng kia phải ăn mà đồng thì mình quay chế biến. Mọi người cũng thông cảm cho mình nha. Đây vô con cá này mọi người. Đây cái này ngay trong chỗ nào. Đây ngay trong góc này, dính nè mọi người. Còn nữa. Con này cũng được, cũng chậm. Hai con nha. Đó, đây con, đây con. Thì hồi nãy thăm được hai cái mà không biết con nào. Vô đây thì dính hai con này cũng được. Còn tiếp mọi người. Giờ thăm mấy cái kia nữa. Để cái tiếp theo đó mọi người. Hôm hôm mình làm biến mọi người, mình không đi thăm buổi tối, về làm về mệt quá nên mình bỏ tới sáng, không kể có nhiều ăn nhiều. Cho mình thăm buổi tối sáng rồi nó dù thăm buổi tối thì được bà được thăm buổi tối được 8-9 con. Sáng lại cũng được 8-9 con. Hôm nay mình bỏ luôn, bỏ đầu. Đầu đây một cái mất rồi. Tiêu ta. Đặt mà hay quên chỗ, không còn giống. Đây, đây, đây mọi người. Chứ nào. Cái này đặt cũng êm nó mới chín rồi. Xong. Không dính. Sập, không có sập bẫy. Mọi người tới khu này là khu chuột cống, cống nhâm á, khu chuột cống dữ rằng. Để mình là vô đây mình là thăm, hình như còn chỗ này hai cái bẫy không rồi. Có dính không nhỉ? Đây chuột cống này dữ lắm. Đây tới đây khui cái này con rồi. Rồi chết quét mọi người, không dính con, không sập bẫy, nó ăn hết trơn lúa ngoài luôn rồi. Ở ngoài bỏ nãy nó ăn hết trơn, trong này thì nó không vô. Khùng quá. Còn cái cuối cùng nữa, cái cuối cùng ở dãy bên này nha. Bên này bị hiu hiu rồi. Đây con cá này cũng ngay trên cống. U không cống dính dính chục cơm nữa. Chục cơm. Cơm thì cơm nhỏ chứ không bự nữa. Cơm tay. Kệ có đỡ hay không. Được ba con rồi mọi người. Mọi người đây khu vực thì người ta làm láng à. Nhưng mà cặp láng mấy người này cặp láng của mình không. Cặp vuông á. Mẫu gì là mẫu này là gần 20 công, 16 công. Tay vô vô mít tôi kia luôn. Ngăn chà bá rồi đó. Đây là khu nuôi tôm thăm canh. Đây còn cái tiếp theo nữa nè. Khu vực này cấm nhâm dữ lắm, nãy mình thăm bên kia hai cái không dính nữa. Ủa vô cấm nhâm nè. Chắc thầy mình sẽ đập đúng không?
cắn banh cái lòng nó trước này trên này. Banh tình cái rẻ. Ồ, cái này cà bá rồi đó, tiếng luôn. Sáng ra ba con cơm nó cũng nhâm rồi, ra ngon rồi. Mình sẽ mình còn thăm khoảng chừng 4-5 cá nữa hết rồi. Đây mình làm dấu chỗ này cá chỗ bẹo hôi cái gì nào phục chị con này sập mà hình như nó cũng con nhum mà mình thấy ra phá một lỗ ra luôn rồi. Không tưởng cắn một lỗ tại quậy luôn. quá dữ vậy sắp tới một cái mình đây mình làm dấu chỗ này nè, chỗ này bẻ cây trên là chuẩn bị tới một cái mình cái này không biết nằm đâu, mình chắc nằm đây chứ nào. Ôi ô dính thôi, dính con cơm nào rồi, chục cơm này nó màu lúa rồi, nó ý nó màu cỏ nó bỏ bít lòng. Con cái này quá tai luôn, nó vô chục cống nó cắn bánh lò bánh lòng, mọi người biết là con đó nó cả nào. Tại hôm mình không đi thăm bỏ tới sáng luôn, cắn bánh lòng ghê luôn nè. Thằng mọi người thấy cái đầu một lỗ, cắn bánh một lỗ luôn, chung ra luôn. Con này là con khủng luôn, không thể tưởng thiệt, không ngờ mấy con cống cống cũng nhâm nha mọi người. Chỗ này còn cái nha mọi người, còn cái cho nó mình thấy dán dán nó dính luôn, dính cơm rồi trời ơi, thà ba cái rác vô trong này quá trời. Cơm nha, còn cái cuối cùng nó biết dính không nè. Giờ bỏ mấy cái lọp này đây vô thăm cái cuối cùng, nó cũng ngầm lúc trong kia mọi người thấy bạch cái ghê không nè, trên bà láng mà có bào bên ngang chà bá rồi đó luôn. Vô tới trong này luôn, cỏ lứt thì ngang thì cổ đây mọi người, dính đâu dính rồi kìa, dính con cơm cái cuối cùng cũng được đi vớt vác con cơm đó rồi. Mình thấy bịch khù luôn rồi. Đây tới cái mẫu bên đây là mẫu của mình, mẫu láng của mình. Bắt trong bên đây mình lội qua nó bịch khù gì. Ở đây có trộn luôn á mọi người. Rồi mọi người ơi, mình sáng mình tổng kết được bao nhiêu chỗ mọi người. Được một con cũng nhum với 7 con cơm, 7 con cơm, con tơ. Không được bự lắm. Đây cũng nhum là làng. Có vừa sảy sáng sảy cái này mới giữ này. Người thấy nó cắn banh cái mặt trước luôn, chung ra luôn. Con này là cống nhum mới cắn mới độ gì nha. Thôi được hai con cống nhum rồi. Hôm nói chung là đi thăm này chắc cũng được mọi người. Buồn thiệt chứ, người thấy nó la rồi nó không giữ. Con này là con cống già luôn đó. cái lông nó thường thường nó đen thù lùi, con này nó hơi nâu nâu là nó già dữ lắm, cũng cống già luôn. Bây giờ mình xin phép mình bỏ vô vô bao mình, bao mình kia bỏ vô. Rồi mọi người, như mình dọn cái bao xong hết nguyên bỏ chỗ luôn mọi người. Video cũng rất là dài, nãy giờ mình quay thăm chuột sáng giờ cũng dữ dằn luôn mọi người. Thôi mình xin tạm dừng tại đây mọi người thấy thích thì cho mình xin một like, một đăng ký và một comment để bình luận góp ý mọi người. Xin hẹn lại mọi người clip sau, xin bye bye nha, bye.